Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện cổ chân nhân. Tập 286. Chương 2851, ta sẽ chịu trách nhiệm hai. Bên trong động thiên hoa văn, tín đạo xứng đáng là chủ lưu. Mỗi khi cổ sư làm ra được một phần văn chương cẩm tú, nhất định sẽ được động thiên khen ngợi. Vốn, bên trong động thiên là đỉnh núi san sát, cổ tiên cát cứ riêng mình. Nhưng về sau xuất hiện một vị cổ văn đế. Người này có thiên phú cực cao, tài năng chắc tuyệt. Bằng tốc độ kinh người tu thành cổ tiên, sau đó ra tay với cổ tiên khác, hoặc giết hoặc hàng, tạo thành một triều đình, đặt toàn bộ thế giới động thiên dưới sự thống trị của mình. Khi ông về già đã sáng tạo ra việc tuyển chọn thập đại tài tử, chọn lựa ra tài tử giai nhân ưu tú khắp thiên hạ, trao tặng phong hào vinh quang của triều đình. Triều đình lựa chọn những người thích hợp, tiến hành thu nạp, cho bọn họ tài nguyên, bồi dưỡng bọn họ thành cổ tiên, bổ nhiệm làm quan. Cho nên, triều đình bên trong động thiên hoa văn là thế lực siêu cấp cường đại nhất. Mỗi một vị đại quan nhất phẩm đều là cổ tiên, không hề ngoại lệ. Hoàng đế đương triều đương nhiên cũng là cổ tiên. Cổ tiên trấn thủ nơi này chính là đương kim thái thượng hoàng. Bởi vì dính đến cơ hội thành tiên, cho nên tuyển chọn thập đại tài tử. Ngoài mặt là phong quang tế nguyệt, trên thực tế là cuồn cuộn sóng ngầm, tràn ngập mùi vị máu tanh. Thế lực khắp nơi đều tranh đấu, so đấu, sử dụng đủ loại nhân mạch và quan hệ, âm mưu dương mưu đều thay nhau trình diễn. Trước đó, thân đại tài tử so đấu với Khương Tiên Sinh cũng là một trong thập đại tài tử của một giới. Nhưng tư tưởng chính trị của ông không cao, cũng không có nổi tiếng, dẫn đến bây giờ cũng chỉ là ngũ truyền đỉnh phong. Lão sư mà ta tiện nghi được cũng là một ví dụ. Ông ta cũng là một trong thập đại tài tử, nhưng lại không được chiêu mộ làm quan. Tài năng của bản thân ta chỉ vừa mới phù hợp tiêu chuẩn tuyển chọn mà thôi. Đồng thời lại là đệ tử của lão sư, dưới sự ảnh hưởng của ông, cho dù triều đình không muốn, cho dù ta thành công được chọn, chỉ sợ cũng không làm nổi đại quan. Cùng lắm cũng chỉ là chức quan nhỏ, vì triều đình xuất lực xuất công, làm chậm trễ việc tu hành của bản thân. Trên đầu ta chẳng có ai, cả đời này cũng sẽ bị chậm trễ. Khương Tiên Sinh, thân đại tài tử hẳn là đã nhìn thấy tương lai này, cho nên mới tình nguyện không nhận chức, sống cách với triều đình. Người mở một trường tư thục, người lang thang bốn phía. Trong lòng Lý Tiểu Bạch biết rất rõ, cũng không phải nói Khương Tiên Sinh, thân đại tài tử không có tương lai. Nếu bọn họ có thể khám phá được sự huyền bí của việc thành tiên, độ kiếp thành công, tất nhiên cũng trở thành cổ tiên. Chỉ là động thiên hoa văn này vốn nhỏ hẹp so với năm vực, tài nguyên có hạn, cộng thêm con quái vật khổng lồ là triều đình khống chế tất cả tiên tài trong tay. Khương Tiên Sinh, thân đại tài tử muốn trở thành cổ tiên, thật sự là khó khăn trùng điệp, hy vọng xa vời. Khương Tiên Sinh gọi Lý Tiểu Bạch đến bờ sông, nói chuyện với y, chính là muốn khuyên vị học trò này từ bỏ lần tuyển chọn thập đại tài tử, cũng là dụng tâm lương khổ. Ông biết thực lực bản thân Lý Tiểu Bạch thấp, mặc dù đạt được tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng hoàn toàn không có hy vọng gì. Tuyển chọn thập đại tài tử chính là một vòng xoáy, có rất nhiều tài tử vì thế mà mất mạng. Khương Tiên Sinh dốc hết tâm huyết dạy bảo Lý Tiểu Bạch, cũng không muốn để người học trò này của mình dính líu vào, rơi vào kết quả chết thảm. Ông không biết Lý Tiểu Bạch đã sớm nhìn rõ tất cả, thậm chí làm thế nào thành tiên, Lý Tiểu Bạch cũng đều nhất thanh nhị sở. Nhưng kịch thì vẫn phải diễn. Lý Tiểu Bạch đầu tiên là tìm tòi nghiên cứu, sau đó tiếc nuối, lại không cam lòng, cuối cùng là trịnh trọng cảm kích Khương Tiên Sinh, biểu hiện đồng ý từ bỏ lần tuyển chọn này, thậm chí trong tương lai cũng sẽ buông tay. Trẻ con đúng là dễ dạy. Khương Tiên Sinh cảm thấy yên tâm, khi đó mới rời đi. Lý Tiểu Bạch một mình đi trên bờ sông về nhà. Ta chỉ dựa vào chính mình là có thể thành tiên, nhưng tu hành quá nhanh, mạo muội thăng tiên tất sẽ khiến cho vị cổ tiên bát truyền kia cảnh giác. Ông ta sẽ tìm tòi nghiên cứu. Nếu phát hiện bất kỳ manh mối nào, thậm chí chỉ là một chút hoài nghi, ta cũng sẽ có nguy cơ mất mạng.
Đây không phải là kết quả mà Lý Tiểu Bạch và bản thể Phương Nguyên muốn nhìn thấy. Phương Nguyên đã hồn xuyên, âm thầm bố trí phân thân Lý Tiểu Bạch, chính là muốn tiết kiệm thời gian, để phân thân tận lực mở ra cục diện, thậm chí một mình khống chế động thiên hoa văn này. Mặc dù đây chỉ là một bước nhàn cờ, nhưng nếu thành công, nhất định có thể tiết kiệm thời gian và tinh lực cho Phương Nguyên. Đương nhiên cũng phải chuẩn bị kế hoạch. Ví dụ như, khi Lý Tiểu Bạch trưởng thành đến một giai đoạn nhất định, cũng có thể nội ứng ngoại hợp với bản thể, tính toán cổ tiên bắt chuyển. Nhưng bây giờ còn quá sớm, ta bái Khương tiên sinh, xem như đã đặt vững gót chân. Trong khoảng thời gian này, ta chăm chỉ khổ học, cũng có chút danh tiếng. Nhưng tiếp theo, muốn tiếp tục tiến bộ, hoàn cảnh này không đủ thôi động ta. Nếu ta có thể tham gia tuyển chọn thập đại tài tử, nhất định đó chính là một ván cầu nhân sinh. Đáng tiếc, ta không quyền không thế, chỉ có một lão sư muốn tham gia dự tuyển, nhất định sẽ bị người ám hại, hoàn toàn không chiếm được lợi ích. Thật ra, gia nhập triều đình chính là con đường tắt tu hành tốt nhất. Triều đình khống chế đa số tiên tài. Cho dù tương lai ta thành tiên, không có tài nguyên tu hành, bước đi của ta sẽ rất khó khăn. Lý Tiểu Bạch than khổ trong lòng, bước chân chợt ngừng lại. Hắn phát hiện bên trong bụi rong bên bờ sông có một người đang nằm. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 2852, ta sẽ chịu trách nhiệm bà. Cô nương, ngươi sao rồi? Sau khi kiểm tra tình hình xong, Lý Tiểu Bạch liền cứu người. Khi y kéo người bị ngất lên bờ, hắn kinh ngạc phát hiện người này chính là Tô Kỳ Hàm. Chuyện gì xảy ra thế? Tô Kỳ Hàm này chính là ái nữ của Tô Thừa Tướng, đại quan nhất phẩm đương triều, phụ trách tuyển chọn và khảo hạch thập đại tài tử. Tại sao nàng ta lại bị thương và ngất đi như thế? Tô Thừa Tướng là cổ tiên lục chuyển, Tô Kỳ Hàm cũng sẽ là quan viên triều đình trong tương lai, nhất định có thủ đoạn tiên gia bảo vệ. Nhưng nàng ta lại luân lạc đến tình cảnh như thế này. Nước tuyển chọn thập đại tài tử thật sự quá sâu. Bên trong động thiên hoa văn, nam nữ không phân, đều có thể thành tiên, tất nhiên đều có thể làm quan. Rất nhiều cô gái tài học còn ưu tú hơn cả nam. Cũng có rất nhiều trường tư thục, học phủ dành cho nữ, phân bố các nơi trong động thiên hoa văn. Thập đại tài tử tất nhiên cũng không chỉ nam không, mà còn có nữ tài tử. Đang suy nghĩ, Tô Kỳ Hàm ư một tiếng rồi tỉnh lại. Là người cứu ta. Nàng nhìn Lý Tiểu Bạch, ánh mắt như lửa nóng. Lý Tiểu Bạch thầm nghĩ, tại sao ánh mắt này lại có chút lạ nhỉ? Y gật đầu, đang định lên tiếng. Tô Kỳ Hàm dùng một tay bịt miệng hắn lại, bỗng nhiên xoay người, áp đảo Lý Tiểu Bạch. Này, ngươi muốn làm gì thế? Toàn thân Lý Tiểu Bạch căng cứng, hơi ngẩn ra. Chuyện gì xảy ra thế? Tô Kỳ Hàm ngồi trên người y, bắt đầu cởi quần áo của y. Lý Tiểu Bạch lắp bắp, tay chân luống cuống. Tô Tiểu Thư, xin ngươi tự trọng. Động tác của Tô Kỳ Hàm dừng lại, nheo mắt hỏi, ngươi biết ta? Lý Tiểu Bạch nuốt nước miếng, trán đổ mồ hôi lạnh. Tô Tiểu Thư phụ trách tuyển chọn thập đại tài tử, tiểu sinh đương nhiên biết. Tô Tiểu Thư, tiểu sinh là học sinh của Khương tiên sinh, vừa nãy mới chia tay với Khương tiên sinh ở bờ sông. Lý Tiểu Bạch thật sự sợ hãi. Tô Kỳ Hàm có tu vi ngũ chuyển đỉnh phong, y hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Hiện tại bờ sông chỉ có hai người bọn họ. Trạng thái của Tô Kỳ Hàm có chút kỳ quái. Lý Tiểu Bạch tất nhiên phải lôi Khương tiên sinh ra, phòng ngừa y bị ám hại. Tô Kỳ Hàm nhìn Lý Tiểu Bạch thật sâu, sắc mặt đỏ ửng. Nàng thở dài một tiếng, không còn kịp nữa rồi. Lão sư của ngươi đã đi xa. Hôm nay, trong phạm vi 10 dặm chỉ có ta và ngươi. Ngươi muốn làm gì? À, Lý Tiểu Bạch bị Tô Kỳ Hàm điểm một cái, lập tức hôn mê. Đây tuyệt đối không phải là điều mà y muốn. Dựa theo kế hoạch của y, y còn phải vững bước phát triển. Kết quả bây giờ, y biến thành thịt cá trên thớt. Mặc cho người ta làm gì thì làm. Chẳng may bí mật trên người y bị bại lộ, vậy thì hỏng bét rồi.
Lý Tiểu Bạch cố gắng muốn tỉnh lại, nhưng thủ đoạn của Tô Kỳ Hàm cực kỳ độc đáo. Y muốn giãy giụa nhưng không thể động đậy. Trong lúc hoảng hốt, y giống như tiến vào một hàn động, sau đó lại giống như rơi vào sóng cả, không ngừng chập trùng. Sau đó, hang động trở nên ấm áp, giống như gió mát thổi vào mặt, tia dầm mưa xối, càng thêm ướt át. Cuối cùng, y hóa thân thành thác nước. Trong tiếng thác đổ ầm vang, y khoái hoạt mà ngất đi. Cũng không biết qua bao lâu, y tỉnh lại, mệt mỏi vô cùng. Y vội vàng kiểm tra tình huống, phát hiện quần áo của mình bị xé rách, đang nằm bên trong một cái hố. Tô Kỳ Hàm đang mặc quần áo ở bên cạnh. Tô tiểu thư. Lý Tiểu Bạch khó khăn lên tiếng. Y không còn khí lực để nói chuyện. Tô Kỳ Hàm vẫn không nhìn y, vẫn mặc quần áo như cũ. Giọng nói của nàng rất bình ổn. Từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ đã 3 ngày 3 đêm. Yên tâm, ta. Nàng nói đến đây liền dừng lại, cố nén tâm trạng khuấy động. Giọng nói có vẻ run rẩy. Ta sẽ chịu trách nhiệm. Đông Hải, Đại, bản doanh cổ tộc. Trong đại điện, bữa tiệc thật lớn đã kéo dài mấy ngày. Lúc này, người phục vụ mang lên từng mâm gà nướng thơm nức. Gà này dĩ nhiên không phải gà bình thường, mà là tiên kê, ít nhất là cấp độ hoang thú. Tộc trưởng cổ tộc, phân thân Phương Nguyên Ngô Soái sử dụng đương nhiên là gà hoang thượng cổ. Đợi ở đây nhiều ngày như vậy, Ngô Soái đã cảm nhận đủ tập tục của người thú. Ngoạng một miếng lớn, uống từng ngụm rượu lớn, phóng khoáng gần như cuồng vọng, sảng khoái không cần suy nghĩ. Nếu có thể được người thú tán thành, ngươi chính là thượng khách, hưởng dụng bữa tiệc ngon nhất. Nếu không được bọn họ tán thành, ngươi vĩnh viễn sẽ bị bọn họ khinh bỉ, chán ghét, thậm chí cừu hận. Nhóm cổ tiên người thú nhìn thấy tiên kê, người nào cũng thèm nhỏ dãi. Số tiên tài này cũng không phải bình thường có thể ăn. Ngày thường, chúng đều được dùng để làm nguyên liệu luyện cổ, nào được xa xỉ như ngày hôm nay. Nhưng căn cứ theo lịch sử ghi chép, khi người thú cường thịnh, số tiên tài này đối với gia tộc người thú quyền thế, có thể nói là ăn bất cứ lúc nào cũng được, ăn lãng phí, ăn phô trương. Tộc trưởng cổ tộc cầm con gà nướng to như cối xay lên. Ngô Soái đại nhân, mời xem. Sau khi nói xong, ông liền thúc giục một sát chiêu thực đạo nào đó. Sát chiêu có hiệu quả, tộc trưởng cổ tộc thuận thế há miệng khẽ hấp, trực tiếp hút con gà nướng to lớn vào trong miệng. Ực một tiếng, hầu kết tộc trưởng cổ tộc nhấp nhô, sau đó nuốt thẳng con gà nướng xuống bụng. Bụng của ông ta to lên y như phụ nữ có thai. Tộc trưởng cổ tộc sờ bụng, cười nói, hoang kê thượng cổ này mất nửa ngày mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Lúc này, vận thế của ta đã được tăng cường. Đây chính là sát chiêu thực đạo của tộc ta, cận kê. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2853, cận kê 1. Ngô Soái gật đầu, tán dương, giỏi cho một cận kê, hiệu quả ưu dị. Có thể dùng thủ đoạn thực đạo mô phỏng hiệu dụng vận đạo. Theo ta thấy, lần này ngươi tăng cường khí vận, nhất định sẽ rất tốt cho việc sinh tồn. Tộc trưởng cổ tộc kính nể nói, pháp nhãn tiền bối đúng là không sai. Đúng là như vậy. Căn cứ theo ghi chép, nếu cổ tiên lâm vào hiểm cảnh hoặc hỗn chiến, thường sẽ dựa vào chiêu này, cuối cùng sẽ may mắn còn sống. Ngô Soái gật đầu, tiện tay xé rách một miếng thịt gà, nuốt vào trong bụng, tiếp theo, để ta biểu diễn một lượt sát chiêu nô đạo. Bữa tiệc rượu này đương nhiên không đơn giản, là phân thân Phương Nguyên và cổ tộc trao đổi truyền thừa. Cổ tộc có biến hóa đạo, truyền thừa thực đạo, muốn dùng một phần nội dung trao đổi truyền thừa nô đạo với Phương Nguyên. Cổ tộc đã chuẩn bị phát triển theo hướng Long Nhân. Long Nhân trời sinh đã có đạo ngân nô đạo, vì vậy cổ tộc có nhu cầu đối với truyền thừa nô đạo. Phương Nguyên không cái gì là không thể. Chỉ cần lấy ra vài chiêu nô đạo là có thể nắm giữ truyền thừa cổ tộc. Truyền thừa của bọn họ khá độc đáo, có phong phạm của truyền thừa biến hóa đạo thượng cổ. Còn truyền thừa thực đạo lại càng khiến Phương Nguyên vui mừng không thôi. Nói đến,
Thực đạo vốn do cổ tiên người thú sáng tạo ra. Cổ tộc tiềm phục dưới đáy biển Đông Hải cũng đang dần dần phát triển một bộ truyền thừa thực đạo tương đối hoàn chỉnh. Vừa nãy, tộc trưởng cổ tộc vừa mới biểu diễn cũng là một sát chiêu, cật kê. Phong cách của người thú dẫn đến tên của sát chiêu cũng dễ hiểu hơn. Đơn giản thô ráp nhưng hiệu quả lại rất thực dụng. Phương Nguyên hợp tác với cổ tộc, không ngừng thân thiết hơn. Trước đó, Phương Nguyên trợ giúp bọn họ cải tạo Long Nhân, hiện tại lại trao đổi truyền thừa. Phân thân Phương Nguyên biểu diễn sát chiêu nô đạo. Cổ tiên người thú nhìn đến say mê, đều khen sát chiêu tốt. Tộc trưởng cổ tộc vỗ tay, gọi ra một đội nữ Long Nhân, mời đại nhân thưởng thức ca, múa. Số nữ Long Nhân này là người thú vừa mới thay đổi thân phận. Lúc này vừa múa vừa hát, tràn ngập cuồng dã và dụ hoặc, mang theo phong tình thượng cổ. Trong đó có một nữ tiên Long Nhân, dáng người có lồi có lõm, tư thái hoành lưu. Múa xong, số nữ Long Nhân này cũng không lui ra, ngược lại bao quanh Ngô Soái. Ngô Soái đại nhân, tộc trưởng cổ tộc thành khẩn vô cùng. Tại hạ nhìn thấy bên cạnh đại nhân không có nô tỳ phục thị, nguyện dâng tặng những cô gái này cho đại nhân. Xin đại nhân nể mặt thu nhận. Ngô Soái cười ha hà, khẽ vươn tay kéo nữ tiên Long Nhân mị hoặc vào trong lòng. Ý tốt này, nếu ta từ chối thì bất kính. Long Nhân tộc ta nhân khẩu thưa thớt, ta phải gánh trách nhiệm lưu truyền dòng dõi. Ta sẽ nạp người này làm chủ phi, những người còn lại làm phi tần. Tộc trưởng cổ tộc vui mừng, giơ cao chén rượu, toàn trường đều hoan hô, chúc mừng quan hệ hai nhà lại sâu hơn một tầng. Tiệc rượu đã xong, lúc này Ngô Soái mang theo số nữ Long Nhân này vào Long Cung, cử hành đại sự. Sau đó không lâu, bản thể Phương Nguyên ở tầng thứ 8 Phong Ma Quật nhận được tin tức truyền đến từ Ngô Soái. Thông gia với cổ tộc rồi sao? Đây là chuyện tốt. Ánh mắt hắn lóe lên tinh mang. Ngô Soái nạp phi, tất nhiên là thông gia. Sủng hạnh chúng nữ sẽ khiến cho cổ tộc yên tâm. Tương lai, nếu có dòng dõi, quan hệ giữa hai bên ngày càng thêm mật thiết. Chờ thời cơ chín muồi, ta có thể lợi dụng trứng sinh ra dòng dõi, lặng im không một tiếng động chiếm đoạt luôn cổ tộc. Cổ tộc muốn leo lên Ngô Soái, thật lòng không biết tất cả đều nằm trong sự tính toán của Phương Nguyên. Phương Nguyên đánh chủ ý, muốn đoạt lấy toàn bộ cổ tộc. Người thành thục đều biết chém chém giết giết chỉ là một trong những thủ đoạn. Muốn giải quyết vấn đề vẫn còn rất nhiều phương thức khác. Phương Nguyên định sử dụng thủ đoạn chính trị ôn hòa để chiếm đoạt cổ tộc. Mặc dù tốn thời gian sẽ hơi dài nhưng phương thức uyển chuyển có thể giữ lại nguyên khí ở mức lớn nhất, tranh thủ lợi ích lớn nhất cho Phương Nguyên. Truyền thừa cổ tộc trong tay Phương Nguyên đúng là không tầm thường. Giữ lại trong tay bọn họ tất nhiên càng thêm ưu tú. Truyền thừa lấy ra trao đổi cũng có không ít thứ đáng xem, nhất là truyền thừa thực đạo. Truyền thừa trong tay Phương Nguyên đang có vốn là đầu nguồn thực đạo, do cổ tiên người thú khai sáng ra thực đạo lưu lại, là truyền thừa chính thống. Cổ tộc trải qua Thương Hải Tăng Điền, phát triển ra truyền thừa thực đạo cũng rất ưu dị, mở ra lối riêng ở nhiều điểm, ví dụ như sát chiêu cật kê, có thể mô phỏng ra hiệu quả vận đạo. Liếc mắt nhìn, phần truyền thừa này mang đến cho Phương Nguyên không ít dẫn dắt. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, ra lệnh cho phân thân trụ đạo thử suy tính về phương diện này. Bản thể hắn đang ngồi trên cá hoa bạch, vẫn ngao du bốn phía không có mục đích trong hư vô. Khí thế cá hoa bạch đã hoàn toàn khác với trước đó. Nhờ Phương Nguyên liên tục điểm hóa, cho dù linh tính nó có hạn, cũng đã có sự đột phá. Bình cảnh làm khó nó trước đó đã không còn tồn tại nữa. Nhưng chuyện mà Phương Nguyên chờ mong vẫn không thấy đến. Phương Nguyên điểm hóa cá hoa bạch chính là muốn nhờ nó thu hút sự tiếp ứng của đạo trường Hoàng Thổ. Kết quả nhiều ngày như vậy, ngay cả cái bóng của đạo trường Hoàng Thổ cũng không nhìn thấy. Dựa theo lời nói của cá hoa bạch, đây là do cơ duyên chưa đến. Nhưng Phương Nguyên lại khịt mũi coi thường, âm thầm suy đoán, cơ duyên, duyên phận chỉ là mấy thứ dọa người. Xem ra bản thân đạo trường Hoàng Thổ cũng có linh tính hoặc ý chí tự chủ khám phá ra tính toán của ta, cho nên đã không chủ động lộ diện. Ta kiên trì thăm dò thêm một khoảng thời gian, xem thử tình huống như thế nào.
Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 2854, cật kê 2. Mấy ngày sau, ngươi đi hướng nào? Phương Nguyên ngồi trên con cá hoa bạch, phát ra tiếng cười lạnh. Hắn thôi động sát chiêu, một đại thủ lực đạo bay ra, một tay bắt được một con tê giác mập mạp. Tha mạng, thánh nhân tha mạng. Con tê rác lớn tiếng cầu xin tha thứ, không ngừng giãy giụa, nhưng đại thủ lực đạo vẫn nắm chặt nó. Phương Nguyên cười ha hả, ngón tay điểm một cái, hồn phách của con tê rác lập tức bị rút ra. Sau mấy hơi thở, hắn đã điều tra rõ ràng những gì mà con tê rác đã trải qua trong đời. Con tê rác này đến từ đạo trường Cuồng Man, cũng không khác gì đạo trường Hoàng Thổ. Nó cũng rơi vào bình cảnh, rời khỏi thế giới đi tìm kiếm cơ hội. Không may, nó gặp phải Phương Nguyên. Phương Nguyên không nói hai lời, liền xuống tay với nó, bắt sống con tê rác thất truyền này. Cá hoa bạch nhìn thấy toàn bộ quá trình, thực lực Phương Nguyên khủng bố khiến tâm can nó loạn lên. Gặp phải ta là may mắn của ngươi, để ta điểm hóa cho ngươi. Phương Nguyên nhe răng cười một tiếng, hồn phách tê giác được trả trở về. Lần này nó đã có kinh nghiệm, vội vàng quỳ xuống lại, dập đầu với Phương Nguyên không thôi. Lại qua mấy ngày, các ngươi đi đi, nhớ tu hành cho thật tốt. Phương Nguyên nhìn con cá hoa bạch và tê giác mập trước mắt. Con cá và con tê giác nơm nớp lo sợ, đồng thanh nói, cung tiễn thánh nhân. Tranh thủ sớm ngày trở về, ta sẽ còn trở lại. Phương Nguyên mỉm cười. Thể xác và tinh thần của con tê giác và con cá hoa bạch run lên. Chờ đến khi Phương Nguyên hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của bọn chúng, lúc này bọn chúng mới ngừng lễ bái, liếc mắt nhìn nhau, đều có một cảm giác tuyệt cảnh phòng sinh. Đương nhiên, trước khi chia tay, Phương Nguyên đã nói qua hắn sẽ còn trở lại. Điều này cũng đã biến thành một bóng ma to lớn bao phủ trong lòng bọn chúng. Tầng thứ 7 phong ma quật. Bí Mưu Nhân cẩn thận bước ra một bước, sắc mặt trắng nhợt. Đến, đây đã là gần cực hạn của gã rồi. Trước nghỉ ngơi một chút, Bí Mưu Nhân không thể không làm như vậy. Gã ngồi xếp bằng, hóa thân thành tượng đá tiến hành chỉnh đốn. Phía sau gã, Bàn Sơn và Bất Thị Tiên đang nghỉ ngơi. Một lát sau, Bí Mưu Nhân phủi phủi lớp đá vụn trên người, sau đó đứng lên. Lão đại, chúng ta trở về đi. Đúng vậy, ma âm đã trở nên không có quy luật, không thể nắm bắt. Đồng thời cũng có một khoảng thời gian không có ma âm vang lên. Bây giờ chúng ta ở vị trí này, phong hiểm rất lớn. Đúng vậy, Phương Nguyên không phải là vết xe đổ của chúng ta sao? Bất Thị Tiên, Bản Sơn nhắc nhở. Bí Mưu Nhân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, nên rút lui thôi. Phương Nguyên chết khiến phong ma tam quái có chút mất hết cả hứng. Nhưng trong lúc Bí Mưu Nhân đang định xoay người, gã bỗng nhiên mở to mắt không nhúc nhích. Lão đại, ngươi làm sao vậy? À, Phương Nguyên, là ngươi sao? Bất Thị Tiên, Bàn Sơn khiếp sợ nhìn thấy Phương Nguyên chậm rãi dạo bước về phía bọn họ. Đương nhiên là ta rồi. Phương Nguyên gật đầu. Tuyệt vời, ngươi không có chết. Bất Thị Tiên quát to lên. Nhưng tại sao chúng ta lại không thấy ngươi? Bí Mưu Nhân nghi hoặc hỏi. Phương Nguyên lại gật đầu. Đó là vì ta đã đến được tầng thứ 8, còn thu được lời nhắc nhở của tôn giả. Tầng thứ 8, nhắc nhở của tôn giả. Phong ma tam quái một lần nữa chấn kinh. Đúng vậy, ta sẽ nói kỹ với các người hơn một chút. Nhưng tổng kết lại, muốn được vĩnh sinh, tất hủy số mệnh. Phương Nguyên nghiêm túc bịa ra một câu chuyện. Tây Mạc, Phương Nguyên cũng không che giấu tung tích, chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ bên trên vạn niên đấu phi xa. Vạn niên đấu phi xa giống như một thanh ngân kiếm sắc bén, đâm rách trời cao, binh phong trực chỉ một đám mây màu vàng nhạt trên bầu trời. Phương Nguyên, ngươi còn dám trở về? Bên trong đám mây màu vàng nhạt lập tức vang lên một giọng nói yêu kiều, lộ ra âm thanh phẫn nộ và cừu hận của chủ nhân. Đám mây màu vàng nhạt nhìn bề ngoài không có gì lạ, trên thực chất là một đại trận tiên đạo. Bên trong đại trận bao vây một tầng mộng cảnh, trong mộng cảnh nhốt tiên cổ biến dị,
còn có một vị cổ tiên là Hồng Vân Vũ Nương. Chủ trì đại trận là Thanh Lam Tiên Phi. Thanh Lam Tiên Phi có tu vi thất chuyển, là nhị phòng của Thiên Biến Lão Tổ. Lúc trước, khi Phương Nguyên hành tẩu Tây Mạc, đã bị Phượng Cửu Ca truy sát. Hắn gặp được Hồng Vân Vũ Nương, làm bộ kết minh, đổi lấy truyền thừa trận đạo Chấn Nguyên Tử. Lúc đó, ảnh vô tà còn sử dụng nhục thân của Thúy Ba Tiên Tử, lợi dụng thuần mộng cầu chân thể tự bảo, lừa Hồng Vân Vũ Nương và Thiên Biến Lão Tổ một vố lớn. Đáng tiếc, trong lúc Phương Nguyên đang định quét dọn hiện trường, kết quả Phượng Cửu Ca truy sát đến. Phương Nguyên tạm thời đành phải rút đi. Thiên Biến Lão Tổ bị ám toán, phát hiện không ổn, lập tức điều động giả sát nữ và Thanh Lam Tiên Phi đi kiểm tra. Sau khi biết được Liễu Quán Nhất chính là Phương Nguyên, Thiên Biến Lão Tổ không có cách nào, đành phải gọi giả sát nữ và Thanh Lam Tiên Phi tạm thời tổ kiến tiên trận, vây khốn nơi này. Nói thật, Hồng Vân Vũ Nương bị vây ở đây, mặc dù cũng là thê thiếp của Thiên Biến Lão Tổ, nhưng lão không hề yêu thích. Cái mà Thiên Biến Lão Tổ cần nhất chính là tiên cổ biến dị đã bị rơi vào mộng cảnh. Đây chính là tiên cổ bắt truyền. Lúc trước, Thiên Biến Lão Tổ kế thừa một phần chân truyền cuồng man. Tiên cổ biến dị chính là hạch tâm. Thiếu nó, Thiên Biến Lão Tổ muốn thôi động rất nhiều thủ đoạn sẽ phải nhọc công. Đồng thời uy năng diệu dụng còn giảm bớt đi nhiều. Tiên cổ biến dị tuyệt không cho phép mất đi. Thiên Biến Lão Tổ không có thủ đoạn như Phương Nguyên, đành phải học theo chính đạo Nam Cương, nhốt mộng cảnh lại. Cho nên, kẻ cầm đầu tạo thành tất cả chính là Phương Nguyên. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2855, Chiến Thiên Biến 1. Lúc này, Phương Nguyên chủ động xuất kích, ra tay với đại trận bên dưới. Khó trách Thanh Lam Tiên Phi giận không kềm được. Nhưng vị nữ tiên danh truyền Tây Mạc này lại không xuất kích, cuồng thúc đại trận, lựa chọn nghiêm mật phòng tử thủ. Mặc dù Phương Nguyên chỉ có tu vi thất truyền, nhưng lại có thể đối đầu bát truyền. Hắn lại có vạn niên đấu phi xa, đã từng đánh bại tiên đình, tuyệt không phải một mình ta có thể chống cự. Việc cấp bách bây giờ vẫn là trấn thủ nơi này, kéo dài thời gian để phu quân có thể truyền tống đến. Thanh Lam Tiên Phi vừa khẩn cấp cầu viện vừa toàn lực khống chế tiên trận. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, thế công Phương Nguyên bỗng nhiên bộc phát, ngân quang phi kiếm liên tục không ngừng, giống như thác nước chảy ra. Thanh Lam Tiên Phi cắn răng thôi động đám mây màu vàng, cố gắng chống đỡ. Dưới thế công hung mãnh, tiên trận biến thành đám mây màu vàng không ngừng vỡ vụn, thể tích co vào. Nhưng tốc độ vỡ vụn này không khả quan. Vạn niên đấu phi xa có 4 đại sát chiêu bằng thân, theo thứ tự là kích lưu dũng tiến, phá hiểu kiếm, phá hiểu kích và vạn năm săn bắn. Mỗi một sát chiêu đều là cấp độ bát truyền. Nhưng hiển nhiên, tiên trận hình thành đám mây màu vàng cũng là bát truyền. Cũng may mà đã gia cố tiên trận. Nếu không, chỉ dựa vào đại trận thất truyền lần trước, hoàn toàn không đủ chống lại Phương Nguyên. Đây chính là vạn niên đấu phi xa. Quả nhiên lợi hại. Sắc mặt Thanh Lam Tiên Phi trắng bệch. Đối mặt với đợt tấn công mạnh của Phương Nguyên, áp lực mà nàng ta thừa nhận rất lớn. Nàng vạn lần không có nghĩ đến Phương Nguyên lại tập kích nơi này, hoàn toàn không có điểm báo trước. Đại trận rung lên, mấy vị cổ tiên từ sa mạc vạn tượng truyền tống đến nơi này. Dẫn đầu chính là giả sát nữ, đại phòng của Thiên Biến Lão Tổ. Ngoài ra còn có mấy vị cổ tiên khác, cũng đều là thê thiếp của Thiên Biến Lão Tổ. Phu quân đâu? Thanh Lam Tiên Phi hơi biến sắc. Gương mặt giả sát nữ tràn ngập ngưng trọng. Còn chưa đến lúc phu quân đến. Tình huống thực tế phức tạp hơn chúng ta đã nghĩ. Chúng ta lĩnh mệnh đến đây chính là trợ giúp ngươi cố thủ nơi này. Thanh Lam Tiên Phi lắc đầu, chỉ dựa vào chúng ta, chỉ sợ không phải là đối thủ của Phương Nguyên, không kiên trì được bao lâu đâu. Vừa dứt lời, một vị nữ tiên cười nhạo, Thanh Lam, ngươi sợ cái gì chứ? Đại trận này là bát truyền. Oành! Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, đám mây màu vàng lập tức vỡ vụn gần một nửa. Bên trong tiên trận, chúng nữ tiên hoa dung thất sắc.
Dạ Sát Nữ hét lên một tiếng, còn chờ cái gì nữa? Mau chóng ra tay, chấn áp đại trận. Nhóm nữ tiên không lo được mất, vội dốc hết toàn lực khống chế đại trận, phòng ngự Phương Nguyên tấn công mạnh. Phương Nguyên vẫn đứng trên mũi tàu, tinh mang trong mắt lấp lóe không yên. Vạn niên đấu phi xa lập công không nhỏ, tuần tự giết chết Thanh Giả và Lệ Hoàng bên trong dòng sông thời gian. Hai người này đều là cường giả bát truyền, nhất là Lệ Hoàng, lại còn cường hãn phi phàm. Nhưng lúc đó, vạn niên đấu phi xa đang chiếm tiện nghi, bởi vì bên trong dòng sông thời gian, tất cả uy năng sát chiêu đều được tăng phúc kinh khủng. Ngược lại, Thanh Giả, Lệ Hoàng bị áp chế rất lớn. Lần này, vạn niên đấu phi xa bay đến Tây Mạc tác chiến trên không trung. Không có hoàn cảnh giúp ích, uy năng sát chiêu lập tức trở nên bình thường. Nguyên nhân chính vì vậy mới khiến cho vạn niên đấu phi xa bật hết hỏa lực cũng không làm gì được đám mây màu vàng. Đại trận này không đơn giản, chính là cổ trận biến hóa đạo, không chỉ phòng ngự thượng giai, hơn nữa còn có công dụng truyền tống, chỉ sợ là một phần chân truyền cuồng man. Phương Nguyên suy ra rất nhiều thứ. Suy đoán của hắn không sai, đại trận này chính là đại trận vạn lý biến thông của chân truyền cuồng man, phẩm giai bắt truyền hàng thật giá thật. Tiên cổ phòng bắt truyền đối chiến tiên trận bắt truyền, hai bên nửa cân đối tám lượng. Nhưng giữa người khống chế tiên cổ phòng và cổ tiên trấn thủ tiên trận, Phương Nguyên lại cao hơn một bậc. Nào, ai đến giúp ta với, ta sắp không kiên trì được nữa. À, Phương Nguyên quá mạnh, bên này ta không chịu nổi. Các tỷ muội cố chịu đựng, ta đến. Hỏng rồi, ta còn phải trấn thủ chỗ này nữa. Đối với đám thê thiếp của Thiên Biến Lão Tổ, thế cục đã giảm xuống với tốc độ cực kỳ kinh người. Sắc mặt Giả Sát Nữ tái xanh, dốc hết toàn lực, miệng phun máu tươi, cũng khó có thể chống đỡ. Thanh Lam Tiên Phi đổ mồ hôi lạnh, có chút không nghĩ ra được vì sao trước đó một mình nàng trấn thủ, còn có thể giằng co với Phương Nguyên. Bây giờ bọn họ được tiếp viện, lại liên tục bại lui. Nữ tiên lục truyền còn lại, người nào cũng đổ mồ hôi, tay chân mềm nhũn. Chỉ trong một lát ngắn ngủi, Phương Nguyên đã đánh cho các nàng không còn đấu trí, chiến ý giảm xuống rất nhiều. Đại trận vạn lý biến thông là một đại trận rất ổn, nhưng đối mặt với Phương Nguyên lại không đáng chú ý. Phương Nguyên là chuẩn vô thượng trụ đạo, đại tông sư biến hóa đạo, tông sư trận đạo, tông sư trí đạo, lại có vầng sáng trí tuệ thôi diễn các loại thủ đoạn cường đại. Phá hiểu kiếm tùy tâm như ý, mỗi một kích đều bao hàm thâm ý thăm dò. Mặc dù khoảng cách đối với đại trận vẫn còn rất xa, nhưng bây giờ Phương Nguyên muốn làm chỉ là phá hư chứ không phải học tập, cho nên đơn giản hơn rất nhiều. Thiên Biến Lão Tổ, ngươi còn không ra tay, chỉ dựa vào đám thê thiếp này của ngươi, có thể đỡ nổi ta sao? Ngươi quá xem nhẹ ta và quá coi trọng ngươi rồi. Phương Nguyên cười lạnh thành tiếng, nhưng hắn vẫn không nhìn thấy Thiên Biến Lão Tổ. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2856 Chiến Thiên Biến 2. Đám mây màu vàng bị cắt giảm đến tình trạng tương đối nguy hiểm. Sắc mặt Giả Sát Nữ kinh hoàng, tuyệt vọng nói, chúng tìm muội, vận dụng thủ đoạn sau cùng thôi. Nhanh như vậy đã dùng nó sao? Ngoại trừ cái đó ra, chúng ta còn có biện pháp nào nữa? Nếu không tiếp tục, có thể sẽ muộn mất. Chúng nữ tiên thi triển át chủ bài sau cùng. Đám mây màu vàng đột nhiên phun bắn kim mang. Mặc dù chỉ còn lại một đám nhỏ, nhưng lại kiên cố vô cùng, ngăn phi kiếm màu bạc lại, bản thân lù lù bất động. Phương Nguyên nhìn thấy, trong lòng cười lạnh, thay đổi này cũng nằm trong dự liệu của ta. Nhanh như vậy đã dùng đến, đích thật vô năng. Nếu đối thủ bình thường, có lẽ còn có bối rối. Nhưng ta đã thăm dò kỹ càng, các ngươi làm như vậy chỉ là tăng tốc bại vong mà thôi. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên dừng sát chiêu phá hiểu kiếm lại, ra lệnh vào bên trong, đụng tới. Vạn niên đấu phi xa bỗng nhiên công kích, trực tiếp đụng vào đám mây màu vàng. Ầm, đụng lần thứ nhất, đám mây màu vàng chấn động, các nữ tiên bị đâm đến thất khiếu chảy máu, đầu váng mắt hoa. Ầm,
đụng lần thứ hai, đám mây màu vàng trở nên lỏng lẻo. Nhóm nữ tiên bị va chạm mạnh, ngã nhào xuống đất, không ngừng thở dốc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt có chút vô thần. Oành! Đụng lần thứ ba, vạn niên đấu phi xa cắm thẳng vào bên trong đám mây màu vàng. Nhóm nữ tiên bị phản phệ, rất nhiều người ngất ngay tại chỗ. Đại trận gần như sụp đổ, Phương Nguyên lùi vào trong vạn niên đấu phi xa. Chủ nhân, chúng ta có nên bắt đám nữ tiên đó, tương lai làm thẻ đánh bạc với Thiên Biến lão tổ hay không? Một cổ tiên dị nhân đề nghị. Phương Nguyên lắc đầu. Vạn niên đấu phi xa nhắm ngay đám nữ tiên, đang định ra tay ác độc. Lúc này một nữ tiên đột nhiên đứng dậy, dung mạo thay đổi, hét lớn. Phương Nguyên, ngươi khinh người quá đáng. Phu quân, giả sát nữ, thanh lam tiên phi miễn cưỡng, giữ lại thần trí, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thì ra Thiên Biến lão tổ đã sớm truyền tống đến, chỉ là ngụy trang thân phận, lừa gạt tất cả mọi người. Lão ta nhẫn nại đã lâu, cố ý thiết lập ván cục để nắm lấy chiến cơ. Nhưng Phương Nguyên hoàn toàn không cho lão ta cơ hội, lúc nào cũng cẩn thận. Từ đầu đến cuối đều không rời khỏi vạn niên đấu phi xa, cũng không tự mình ra tay, hay có suy nghĩ bắt sống nhóm nữ tiên. Vạn niên đấu phi xa giống như một thanh lợi kiếm sáng chói mắt hung hăng chém về phía Thiên Biến lão tổ. Nguy nan trước mắt, Thiên Biến lão tổ nhe răng cười một cái, không tránh không né, chỉ giơ cao tay trái. Sau một khắc, cánh tay trái của lão ta bỗng nhiên phồng lớn, biến thành cánh tay cự viên, bên trên mọc đầy vảy rồng vàng. Thiên Biến lão tổ giơ cao cánh tay trái, oanh một tiếng, đụng mạnh vào vạn niên đấu phi xa. Thiên Biến lão tổ lui một bước nhỏ, còn vạn niên đấu phi xa thì bay chéo ra ngoài. Sắc mặt Phương Nguyên có chút trầm xuống. Thiên Biến lão tổ không hổ là người kế thừa chân truyền cuồng man, thủ đoạn cao minh. Vừa nãy chỉ là phòng thủ một chút, biểu hiện rất nhiều tinh diệu. Cơ thể của ông ta không có gì thay đổi, chỉ là cánh tay trái biến hóa. Nhưng cánh tay trái biến hóa cũng không phải đơn thuần, đó chính là long lân biến, tay vượn biến cùng thi triển, uy năng gấp đôi. Phòng ngự như vậy, vạn niên đấu phi xa dĩ nhiên không làm gì được. Nhưng Thiên Biến lão tổ cũng không phải cứng rắn chống đỡ, mà sử dụng tiết lực, dẫn đạo kỹ xảo, đánh bay vạn niên đấu phi xa ra ngoài. Sát chiêu tinh diệu, kỹ thuật chiến đấu cũng vô cùng cao minh. Chỉ một lần công thủ, Phương Nguyên đã nhìn ra rất nhiều nội tình của Thiên Biến lão tổ. Sau một khắc, hắn điều khiển vạn niên đấu phi xa, một lần nữa đánh tới Thiên Biến lão tổ. Thiên Biến lão tổ, ngươi rốt cuộc cũng chịu đánh ra, vậy thì chịu chết đi. Thiên Biến lão tổ giận dữ, ngươi chỉ là một cổ tiên thất truyền, ỷ vào tiên cổ phòng mà còn muốn lấy tính mạng của ta, mạnh miệng nhỉ. Phương Nguyên cười nhạo, ngay cả cổ tiên tiên đình mà còn chết dưới xe của ta, ngươi cũng theo gót bọn họ đi. Không nhắc đến tiên đình thì được, nhắc đến tiên đình, Thiên Biến lão tổ lại càng tức giận. Đứa oát con ma đảo ngươi, ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi sao? Cái tên ngốc này chỉ biết đối nghịch với ta, nhưng lại không biết mình đã rơi vào tính toán của tiên đình. Đám người tiên đình kia chỉ sợ đang đứng trong bóng tối xem kịch đấy. Thiên Biến lão tổ tức giận không thôi, oán hận Phương Nguyên không biết đại cục. Phương Nguyên biết rất rõ, cất tiếng cười to. Nếu tiên đình đến, ta sẽ giết chết bọn họ. Đến một chạm một, đến hai chạm hai. Thiên Biến lão tổ nghe đến chố mắt, không khỏi thầm nghĩ. Tên Phương Nguyên này rốt cuộc thắng liên tiếp mấy trận, thành kiêu binh cuồng vọng. Hay là hắn thật sự có át chủ bài, cho nên mới tự tin như thế. Thì ra lúc trước Thiên Biến lão tổ độ vạn kiếp, hiểm tử hoàn sinh, âm thầm tịnh dưỡng. Đúng lúc gặp Thúy Ba tiên tử bị Phương Nguyên xử lý, Thiên Biến lão tổ phát hiện điều này. Nhưng vì đang bị thương nặng, đành phải điều động Hồng Vân Vũ Nương đi điều tra. Lão ta lo lắng sự suy yếu của mình bị người ta khám phá, liền giao cho Hồng Vân Vũ Nương tiên cổ bát chuyển biến dị, để tránh khi tao ngộ cường địch sẽ làm giảm uy phong của mình. Thiên Biến lão tổ là tán tu, quan hệ với chính đạo Tây Mạc không sâu. Khi chữa thương, đó chính là lúc lão ta suy yếu nhất. Về sau, Phương Nguyên dụng kế hãm hại Hồng Vân Vũ Nương.
Thiên Biến Lão Tổ nhận được thông báo của Tiên Đình, biết Phương Nguyên chính là hung phạm. Nhưng lúc này, mộng cảnh vây khốn Hồng Vân Vũ Nương, còn có tiên cổ biến dị, Thiên Biến Lão Tổ đành phải điều giả sát nữ, Thanh Lam Tiên Phi thiết lập một tiên trận thất truyền. Các bạn đang nghe chuyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2857, Tiên Đình Mai Phục 1. Không ngờ hành động lần này đã khiến Tiên Đình nhìn ra được thực hư của ông ta. Tử Vi Tiên Tử từ đó đã tích cực mưu tính, muốn giết chết vị cổ tiên bát truyền Tây Mạc này, chuẩn bị sẵn sàng cho năm vực loạn chiến trong tương lai. Tiên Đình âm thầm điều động thành viên, Tử Vi Tiên Tử nhiều lần dụng kế, tạo thành một khốn cục nhằm vào Thiên Biến Lão Tổ. Thiên Biến Lão Tổ chính là cổ tiên bát truyền, tất nhiên không phải nhân vật tầm thường, nhạy bén nhận ra điều không ổn, nhưng trở ngại thương thế, đành phải dụng mưu kế cầu hòa bình với Tiên Đình. Hai bên âm thầm đọ sức. Tuy Tiên Đình có đại năng chí đạo Tử Vi Tiên Tử, nhưng nàng một ngày trăm công nghìn việc, còn cường long khó ép địa đầu xà. Dù sao Tây Mạc cũng là nơi Thiên Biến Lão Tổ kinh doanh nhiều năm. Cho nên, sau khi Thiên Biến Lão Tổ cảnh giác, Tiên Đình công lược tiến triển hơi chậm lại một chút. Tử Vi Tiên Tử nhìn thấy, liền chủ động mời chào Thiên Biến Lão Tổ, muốn bắt chước Tuyết Hồ Lão Tổ trước đó. Thiên Biến Lão Tổ khác với Tuyết Hồ Lão Tổ. Lão ta có chân truyền cuồng man, khống chế toàn bộ sa mạc vạn tượng, tài nguyên tu hành rất nhiều, thậm chí có thể giúp đỡ thê thiếp thành tiên. Còn Tuyết Hồ Lão Tổ bởi vì luyện chế tiên cổ bát truyền Hồng Vận Tề Thiên thất bại, tài sản gần như tiêu hao sạch, đành phải dựa vào sự giúp đỡ của Tiên Đình để tích lũy lại. Thiên Biến Lão Tổ cũng không phải quyết liệt từ chối, mà đồng ý với Tiên Đình sẽ cân nhắc lại. Hai bên cũng không chân chính vạch mặt nhau. Nhưng vào lúc này, Phương Nguyên bỗng nhiên xuất hiện, tập kích đại trận Vạn Lý Biến Thông. Thiên Biến Lão Tổ cũng không muốn ra tay. Cái tên Phương Nguyên này đúng là quấy phân heo, vừa ra tay đã lập tức đánh vỡ cục diện bế tắc, giúp cho Thiên Biến Lão Tổ kéo dài thời gian thất bại. Thiên Biến Lão Tổ và Tiên Đình tranh đấu giống như một cái thùng thuốc nổ. Hai bên đều khắc chế, ý định tìm kiếm thời cơ tốt hơn. Phương Nguyên liền giống như một viên hỏa tinh, trực tiếp đánh thẳng vào bên trong thùng thuốc nổ. Cân bằng bị đánh phá, Thiên Biến Lão Tổ rơi vào đường cùng, đành phải ra tay. Một khi lão ta biểu hiện hư nhược, Tiên Đình tất nhiên sẽ ra tay ác độc. Rầm rầm rầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên, vang vọng chân trời. Phương Nguyên khống chế Vạn Niên Đấu Phi Xa, tranh phong với Thiên Biến Lão Tổ. Sau mấy hiệp, người này cũng không thể làm gì được người kia. Xung quanh chỉ sợ có cường giả Tiên Đình âm thầm thăm dò. Cho dù không có, động tĩnh lần này chắc chắn sẽ thu hút bọn họ đến. Trong lòng Thiên Biến Lão Tổ luôn có cố kỵ. Lão bảo vệ đại trận, không truy kích ra ngoài, không khuyên bảo Phương Nguyên. Phương Nguyên, Thúy Ba Tiên Tử chết cũng là do nàng ta học nghệ không tinh, chiến tử xa trường. Chết rất có ý nghĩa, cừu hận giữa chúng ta cũng không phải không thể buông xuống. Ngươi nên hiểu rõ, đại địch chân chính không phải ta mà là Tiên Đình. Thiên Biến Lão Tổ tận tình khuyên bảo, cố nén lửa giận trong lòng. Tình huống của ta và ngươi rất giống nhau, giữa chúng ta cần chi đả sinh đả tử. Hai người chúng ta đều bị Tiên Đình để mắt đến. Khai chiến chính là tạo cơ hội cho Tiên Đình. Tại sao lại làm việc không có lý trí như vậy chứ? Nhưng Phương Nguyên lại cứ không lý trí, cười như điên. Thiên Biến Lão Tổ, uổng cho ngươi là đại năng bát truyền một giới, nhưng lại nhát như chuột, muốn giảng hòa với ta. Ha ha, Tiên Đình không thể sợ, ngươi cũng không đủ sợ, chết cho ta đi. Thiên Biến Lão Tổ nghe xong, tức đến muốn ăn tươi nuốt sống Phương Nguyên. Phương Nguyên đứng đầu thuyền, thôi động sát chiêu phá hiểu kiếm. Kiếm quang như thác nước, uy thế hạo đãng, nhưng lại cực kỳ linh hoạt. Phá hiểu kiếm vừa mới vọt đến trước mặt Thiên Biến Lão Tổ đã chia ra, làm 10. 10 luồng kiếm quang đều vòng qua Thiên Biến Lão Tổ, công kích đại trận Vạn Lý Biến Thông. Tên Phương Nguyên này đúng là ngoan độc, Thiên Biến Lão Tổ lầm bầm.
lão đương nhiên không để Phương Nguyên đạt được. Nếu đại trận này bị công phá, nữ tiên bên trong tất sẽ thương vong thảm trọng. Thiên biến lão tổ hít mạnh một hơi, đột nhiên biến thành cự nhân. Sau đó, lão quay người, phần lưng biến thành một cái mai rùa cực lớn, đỡ được 5-6 thanh kiếm. Tiếp theo, cổ lão biến hóa thành cổ rắn, kéo ra thật dài. Đầu của lão lại biến hóa lần nữa, hình thành miệng thú. Miệng thú mở to, sau đó hút một cái, hút tất cả thanh kiếm còn lại vào trong miệng. Cự nhân biến, vòng xoáy mai rùa biến, thanh thần xả cảnh biến, thao thiết biến. Mắt Phương Nguyên sáng như đuốc, chỉ trong khoảnh khắc đã nhìn thấy thủ đoạn của thiên biến lão tổ. Thiên biến lão tổ sử dụng đủ loại biến hóa, quả thật tùy tâm sở dục, tạo nghệ thâm hậu vô cùng. Mỗi một loại biến hóa đều vừa đúng, che đậy đại trận sau lưng một cách hoàn mỹ. Phương Nguyên lập tức biết rằng, chỉ dựa vào vạn niên đấu phi xa của mình, sẽ không thể đột phá nổi phòng hộ của thiên biến lão tổ. Không chỉ như vậy, Phương Nguyên còn phải tận lực phòng ngừa cận chiến. Hắn biết có rất nhiều biến hóa có thể khắc chế vạn niên đấu phi xa. Nếu vạn niên đấu phi xa va chạm, ngược lại là tình huống mà thiên biến lão tổ muốn nhìn thấy nhất. Phương Nguyên cười lạnh, thật không hổ là chân truyền cuồng man. Hôm nay chiến đến đây thôi. Thiên biến lão tổ, sau này chúng ta còn gặp lại. Nói xong, hắn khống chế vạn niên đấu phi xa xuất ra sát chiêu kích Lưu Dũng Tiến. Xung quanh đáy thuyền vạn niên đấu phi xa lập tức dâng lên sóng nước, chính là triệu hoán ra hư ảnh dòng sông thời gian. Vạn niên đấu phi xa dựa vào thủy thế dòng sông thời gian, tốc độ tăng vọt, giống như mũi tên vọt ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách, nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2858, Tiên Đình Mai Phục 2. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu vang vọng đất trời, Phương Nguyên, ngươi vào trong đi. Lời còn chưa dứt, bốn tiên cổ phòng từ bốn phía xông ra. Còn có bốn vị cổ tiên bắt chuyển cùng nhau công tới. Quả nhiên có mai phục, thiên biến lão tổ giật mình. Thủ bút của tiên đình quá lớn, lại có lực lượng khổng lồ như vậy ẩn núp. Thiên biến lão tổ đột nhiên hiểu ra, nguy hiểm thật, ta cố ý kéo dài thời gian. Tiên đình lại muốn dùng nó để tê liệt ta, sau đó bí mật triệu tập nhân mã vây quét ta đến chết. Từ góc độ này mà xem, ta còn phải cảm ơn Phương Nguyên. Nếu không nhờ hắn dụ lực lượng này ra, chỉ sợ ta vẫn còn mơ mơ màng màng. Mặc dù đã nghĩ thấu đáo, nhưng thiên biến lão tổ vẫn không hề cảm kích Phương Nguyên. Lúc này lão còn hô to với Phương Nguyên, Phương Nguyên, ngươi hãy nhìn trước mắt đi. Lời nói của ta ứng nghiệm rồi đấy. Sắc mặt Phương Nguyên nghiêm lại, khống chế vạn niên đấu phi xa tả xung hữu đột. Nhưng trải qua phá vây, tất cả đều bị tiên đình ngăn lại. Phương Nguyên quyết định không nếm thử một cách vô vị, quay người đầu xe đến bên cạnh thiên biến lão tổ. Lão tổ, cục diện như vậy, chúng ta hợp tác đi. Thiên biến lão tổ nghe xong, tức giận vô cùng, tay chỉ Phương Nguyên, giỏi cho Phương Nguyên, da mặt ngươi quá dày, ta đúng là ít gặp trên đời. Phương Nguyên cười lạnh, vậy ngươi muốn tiếp tục giao thủ với ta? Thiên biến lão tổ nghẹn lại, cố gắng nuốt cơn giận xuống, hừ, đợi lát nữa giao thủ, ngươi đừng có mà kéo chân sau của ta. Câu này ta nên nói với ngươi thì đúng hơn, chân sau của ngươi thật sự nhiều lắm. Phương Nguyên trào phúng, ám chỉ thiên biến lão tổ thê thiếp đông đảo là uy hiếp của ông ta. Gương mặt thiên biến lão tổ âm trầm, lại nói, cách xa ta một chút, không được đến gần. Qua làn danh này, ta đánh cả ngươi luôn. Lão đương nhiên vẫn lo lắng về Phương Nguyên, một chút tin tưởng đối với hắn cũng không có. Nhưng không còn cách nào, thế cục trước mắt, lão chỉ có liên thủ với Phương Nguyên mới có cơ hội thắng. Như thiên biến lão tổ đã sở liệu, tiên đình bí mật điều động một lượng lớn nhân mã, chính là để mai phục lão ta. Nhưng sự việc bỗng phát sinh thay đổi, Phương Nguyên tập kích đến, khai chiến với thiên biến lão tổ. Nhân mã mai phục của tiên đình bất ngờ, vội vàng liên lạc với Tử Vi tiên tử ở tiên đình. Tử Vi tiên tử vui mừng,
nhanh chóng ra lệnh cho nhân mã Tiên Đình âm thầm ẩn núp, tọa sơn quan hồ đấu, chờ ngư ông đắc lợi. Nhưng Thiên Biến Lão Tổ vô cùng khôn khéo, phát hiện được sự tồn tại của Tiên Đình, lại còn thể hiện chiến lực siêu tuyệt. Phương Nguyên dường như không công phá được phòng ngự của lão, cũng muốn rút lui. Hắn vừa lui, nhân mã của Tiên Đình không thể không xuất động. Trước đó, Tiên Đình muốn đối phó với Thiên Biến Lão Tổ, nhưng uy hiếp của Phương Nguyên đối với Tiên Đình còn muốn lớn hơn Thiên Biến Lão Tổ. Chờ mãi hắn mới xuất hiện, các thành viên Tiên Đình đều không muốn buông tha. Thế là đại quân Tiên Đình xuất động, lập tức mở ra cuộc chiến long trời lở đất. Thiên Biến Lão Tổ và Phương Nguyên không thể không liên thủ. Nhưng hiệu quả liên thủ của cả hai có được bao nhiêu chứ? Ngay cả hai người cũng không chờ mong. Phương Nguyên, lần trước để ngươi chạy thoát, để ta xem lần này ngươi có thể trốn đi được hướng nào. Phượng Tiên Thái Tử đến gần, dự định rửa sạch mối nhục lần trước. Tinh Giã Vọng và Vệ Phong thì im lặng, bay nhào đến. Còn có một vị cổ tiên bát truyền, là nữ, tướng mạo yêu mị, cười khanh khách nói, ngươi chính là Phương Nguyên. Tướng mạo rất ổn, tỷ tỷ thích. Đáng tiếc, tại sao không là người lương thiện lại đi làm tặc chứ? Phương Nguyên rất chú ý vị nữ tiên này. Dựa theo trí nhớ của kiếp trước, người này chính là Vạn Tử Hồng. Kiếp trước, Bắc Nguyên đánh vào Tiên Đình khiến nàng ta thức tỉnh. Không nghĩ đến kiếp này nàng ta tỉnh lại sớm hơn. Phượng Tiên Thái Tử bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ra tay. Bốn tiên cổ phòng trấn thủ bốn phía. Bốn vị cổ tiên bát truyền đồng thời thôi phát sát chiêu. Nhất thời, hỏa diễm bắn ra, tinh quang tiêu tán. Cuồng phong tứ ngược, sương mù tràn ngập. Uy năng sát chiêu bát truyền hạo đãng, quyển tịch thiên hạ. Đến đi, Phương Nguyên khống chế vạn niên đấu phi xa, trực tiếp đụng tới. Thiên Biến Lão Tổ trợn hai mắt lên, trong thời khắc quan trọng sẽ nhìn thấy được tính cách thật. Phương Nguyên không hổ là ma đầu có thể đối địch với Tiên Đình, đúng là dũng mãnh. Phương Nguyên chém giết đến, bốn vị cổ tiên Tiên Đình lập tức khống chế sát chiêu, hơn phân nửa uy năng đều bao phủ đến. Ta tránh, Phương Nguyên cười âm hiểm, nhẹ nhàng chuyển hướng, bay đến phía sau đại trận vạn lý biến thông. Mẹ nó, Thiên Biến Lão Tổ sững sờ, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Phương Nguyên chạy đi, thế công bị hắn thu hút lập tức lao thẳng về phía Lão Tổ. Thiên Biến Lão Tổ muốn bảo vệ đại trận sau lưng, lại không thể tránh né, đành phải nổi giận gầm lên một tiếng, kiên trì ngăn lại. Rầm rầm rầm, trong tiếng nổ liên miên, Phương Nguyên khống chế vạn niên đấu phi xa nhất phi trùng thiên. Thiên Biến Lão Tổ, cảm ơn ngươi, ta đi đây. Phương Nguyên cười một tiếng. Phốc, dư ba tan hết, lộ ra gương mặt đầy khói bụi của Thiên Biến Lão Tổ. Lão nghe được tiếng cười của Phương Nguyên, liền há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vạn niên đấu phi xa giống như một mũi tên bay vút lên bầu trời. Khi Phương Nguyên đang định xông ra khỏi vòng vây, đúng lúc này, Vạn Tử Hồng cười hì hì, kiều mị nói, Phương Nguyên tiểu tặc, ngươi không đi được đâu. Sau một khắc, bầu trời trên đỉnh đầu Phương Nguyên biến thành mặt đất bao la. Vạn niên đấu phi xa xông lên bầu trời, kết quả trong nháy mắt đã bay thẳng xuống mặt đất. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 2859, Long trời lở đất 1. Phương Nguyên vội vàng ngừng vạn niên đấu phi xa lại. Tốc độ vạn niên đấu phi xa kinh người, nhưng hư ảnh dòng sông thời gian rớt đáy thuyền lại mang đến tác dụng cản trở rất xảo diệu. Trước khi đụng vào mặt đất, Phương Nguyên đã thành công ngừng tiên cổ phòng lại. Phương Nguyên cẩn thận dò xét, chỉ thấy bầu trời bên trong chiến trường bỗng nhiên biến thành mặt đất. Mặt đất lại biến thành bầu trời, lật qua lật lại, quanh đi quẩn lại, toàn bộ thiên địa giống như một khối Rubik. Bầu trời, mặt đất xếp chồng lên nhau. Vạn Tử Hồng lơ lửng giữa không trung, còn Phượng Tiên Thái Tử lại đứng trên mặt đất. Phương Nguyên cảm giác mình giống như con tiểu trùng bên trong khối thiên địa Rubik này, tìm không thấy đường ra. Hắn tìm thấy cửa ra vào ở bầu trời, sau một khắc lại biến thành mặt đất. Nếu là mặt đất bình thường,
vạn niên đấu phi xa đã mạnh mẽ đâm tới. Nhưng mặt đất này rõ ràng kiên cố vô cùng, chính là tuyệt bích. Đây là thủ đoạn gì vậy? Phương Nguyên nheo mắt, nhìn Vạn Tử Hồng hỏi. Vạn Tử Hồng đáp, đây là sát chiêu long trời lở đất. Nói thật cho ngươi biết, đây là tiên đình vì ngươi mà đặc biệt thiết kế. Sở dĩ lấy ra để đối phó với Thiên Biến lão tổ, chẳng qua chỉ thử chiến trước một trận. Hì hì, không nghĩ đến ngươi lại gấp gáp như vậy, không kịp chờ đợi lại đến rồi. Thì ra, Phương Nguyên có được tiên cổ định tiên du, lại khai sáng ra sát chiêu tương ứng, lại càng có chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt, có thể chạy trốn bất cứ lúc nào một cách nhanh chóng. Tiên đình muốn đuổi bắt Phương Nguyên, nhất định phải phá giải thủ đoạn chạy trốn của Phương Nguyên. Trước đó, bọn họ đã từng có tiên cổ định không, đáng tiếc đã bị Phương Nguyên hủy. Viên Quỳnh Đô luyện cổ đến mệt mỏi cũng không đoạt luyện thành công. Nội tình tiên đình thâm hậu, lại xây dựng được sát chiêu long trời lở đất này. Mặc kệ định tiên du hay là tứ thông bát đạt, tất cả đều có thể khắc chế. Phương Nguyên, lần này tai kiếp ngươi khó thoát. Phượng Tiên Thái Tử đứng trong biển lửa, khí thế hùng hổ. Thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Vệ Phong mỉm cười, Phong Nhận đi theo ông ta quyền tịch mà tới. Bên ngoài, hai vị cổ tiên bát truyền khác nhau về phía Thiên Biến lão tổ. Tiên đình xuất động 4 tiên cổ phòng, dùng để duy trì sát chiêu long trời lở đất. Chiến lực chân chính là 4 vị cổ tiên bát truyền này. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Hắn không muốn ham chiến. Giao thủ với những cổ tiên này không có chỗ tốt. Chỉ dựa vào vạn niên đấu phi xa và thực lực ngoài mặt của Phương Nguyên, muốn giết chết bọn họ sẽ vô cùng khó. Muốn giết chết bọn họ, nhất định phải bại lộ tu vi bát truyền. Nhưng dựa theo phân tích rất sớm trước đó, một khi tu vi này bị bại lộ, bí mật Phương Nguyên có được tiên thể chí tôn cũng không che giấu được. Quan trọng là tiên đình thật sự chỉ có những người này thôi sao? Một khi dây dưa, cho dù tiên đình không có mai phục khác, cũng sẽ khẩn cấp điều động cổ tiên bát truyền đến trợ giúp. Làm không tốt, đến lúc đó, Tử Vi Tiên Tử, Long Công và Tần Đình Lăng cũng đến tham chiến. Phương Nguyên khống chế vạn niên đấu phi xa linh hoạt như cá. Vừa tận lực trốn tránh vừa ngăn cản đòn tấn công của hai vị cổ tiên bát truyền, tìm đường đột phá. Phanh phanh phanh, vạn niên đấu phi xa tả xung hữu đột, không ngừng đâm xuống mặt đất. Một khi thế sông của tiên cổ phòng bị ngăn cản, Vệ Phong, Phượng Tiên Thái Tử sẽ chộp lấy chiến cơ, không ngừng oanh tạc. Tiên đình bài binh bố trận hiển nhiên đã trải qua rất nhiều chuẩn bị. Hai vị cổ tiên bát truyền phối hợp ăn ý, gió trợ thế lửa, lửa trợ thế gió. Áp lực vạn niên đấu phi xa càng lúc càng lớn. Cũng may bên trong còn rất nhiều thuộc hạ của Phương Nguyên. Những người này gấp rút tu bổ, thay thế cổ trùng bên trong. Phương Nguyên vấp phải trắc trở nhiều lần, cộng thêm tạo nghệ trí đạo, đã nhìn ra rất nhiều môn đạo bên trong. Sát chiêu long trời lở đất này thật sự tinh diệu tuyệt luân. Nó cắt mảnh thiên địa này thành vô số khối lập phương, còn có thể không ngừng thay đổi vị trí những khối lập phương này. Nó chỉ là một sát chiêu, mà không phải sát chiêu chiến trường. Vì thế thôi phát cực kỳ nhanh. Nhưng hiệu dụng của nó lại thay đổi một phương thiên địa, đồng thời tạo thành chiến trường khốn địch. Sát chiêu chiến trường muốn thôi phát thành công phải cần một khoảng thời gian. Phương Nguyên xảo trá, trong khoảng thời gian này rất có thể để cho hắn bỏ trốn mất dạng. Cho nên, tiên đình sáng tạo ra sát chiêu long trời lở đất, thôi động cực kỳ nhanh. Phương Nguyên điều khiển vạn niên đấu phi xa, không kịp đào thoát. Có thể thấy được tiên đình dụng tâm lương khổ như thế nào. Phương Nguyên trùng sinh đến nay, nhiều lần chiến bại tiên đình. Nhưng tiên đình cũng không thể khinh thường. Sau khi kịp phản ứng, liền dưng dụng ra một sát chiêu, khiến những thủ đoạn di chuyển Phương Nguyên am hiểu nhất đều trở thành bài trí. Sát chiêu long trời lở đất so với sát chiêu chiến trường vẫn có lỗ thủng. Ta chỉ cần suy tính ra bản chất của nó là có thể tiến hành phá hư hoặc quấy nhiễu, từ đó thuận theo khối lập phương thiên địa mà chạy thoát. Trước mắt, còn chưa đến lúc, Phương Nguyên âm thầm suy nghĩ, bỗng nhiên quay ngược đầu xe bay về phía Thiên Biến lão tổ. Tiên đình không ngờ Phương Nguyên bỗng nhiên thay đổi chủ ý, nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, khiến Phương Nguyên chạy đến gần Thiên Biến lão tổ.
Thiên Biến Lão Tổ bảo vệ đại trận sau lưng, mặc cho hai vị Cổ Tiên Bát Truyền Tiên Đình đánh đến nổ tung, vẫn có thể bảo vệ ổn thỏa. Long trời lở đất chia cắt toàn bộ chiến trường, nhưng bầu trời của Thiên Biến Lão Tổ lại chia cắt không được, thống nhất thành một khối thiên địa. Các bạn đang nghe chuyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 2860, Long Trời Lở Đất 2. Nhìn thấy Phương Nguyên khống chế vạn niên đấu phi xa bay về, Thiên Biến Lão Tổ cười lạnh. Phương Nguyên, tại sao ngươi lại trở về rồi? Phương Nguyên cười nói, Lão Tổ, đại trận đằng sau ngươi cũng đã bị giam lại. Trước mắt chúng ta không thể đào thoát, chi bằng bắt tay hợp tác với nhau. Ngươi hãy tạm thời ngăn cản thế công Tiên Đình, tranh thủ thời gian, ta sẽ cẩn thận suy tính, cải tiến đại trận, chạy ra khỏi chỗ này cũng không phải việc khó. Thiên Biến Lão Tổ xì một tiếng, khinh miệt nói, Lão Phu tin ngươi cái rắm đấy. Phương Nguyên kinh ngạc, nhìn biểu hiện của Thiên Biến Lão Tổ, bận nhưng không loạn, dường như còn che giấu át chủ bài. Nếu là Cổ Tiên Bát Truyền bình thường, đứng trước tình huống này, nhất định sẽ rất khó khăn. Nhưng Thiên Biến Lão Tổ lại có được chân truyền cuồng man. Rốt cuộc ông ta cất giấu bài tẩy gì, mặc kệ là Phương Nguyên hay là Tiên Đình đều không thể đánh giá. Hai người các ngươi, một người cũng không trốn thoát. Giết! Bốn vị Cổ Tiên Tiên Đình cùng nhau giết đến. Phương Nguyên, Thiên Biến Lão Tổ tránh cũng không thể tránh, đành phải gặp chiêu phá chiêu. Hai bên liên tục thôi động sát chiêu, đánh cho không khí nổ tung. Cuồng phong rít gào, hỏa diễm bốc lên, kiếm quang sáng chói. Thiên Biến Lão Tổ càng đánh càng cảm thấy áp lực tăng vọt. Lão ta chửi ầm lên, Phương Nguyên, người đến trộm gian còn dùng mánh lới, chết cũng không hối cải. Lão Phu ở cùng một chỗ với ngươi cũng bị đánh. Thì ra, Phương Nguyên khống chế vạn niên đấu phi xa, giống như được bôi dầu, thường xuyên dựa vào đại trận vạn lý biến thông để che chắn, tránh né đòn tấn công của Tiên Đình. Đến gần Thiên Biến Lão Tổ thì không được, nhưng đại trận vạn lý biến thông lại có thể tích khá lớn. Một khi bày trận, cố định bất động là tấm chắn rất tốt. Phương Nguyên dựa vào tấm chắn này ngăn được rất nhiều thế công của Tiên Đình. Một đám Cổ Tiên bên trong vạn niên đấu phi xa được dịp thở dốc, ra tay chữa trị vạn niên đấu phi xa khôi phục lại như ban đầu. Lão Tổ, đừng giận. Ngươi cố kiên trì thêm một lát. Ta đã suy tính có chút thành quả. Không bao lâu nữa có thể đối phó khốn cảnh trước mắt. Phương Nguyên hô to. Thiên Biến Lão Tổ không phải kẻ ngu, làm sao mà đồng ý chứ? Lão ta biết rõ tính tình của Phương Nguyên. Một khi hắn phá giải được sát chiêu, hắn sẽ một mình chạy trốn, xung lão làm bia ngắm, thu hút hỏa lực Cổ Tiên Tiên Đình. Cho nên, nếu Phương Nguyên có thể phá giải được sát chiêu, ngược lại bất lợi đối với Thiên Biến Lão Tổ. Oành! Thiên Biến Lão Tổ giận dữ ra tay, triển khai công kích với vạn niên đấu phi xa. Lão Tổ, đừng như vậy. Ngươi phải nghĩ đến đại cục chứ. Phương Nguyên lại hồ. Thiên Biến Lão Tổ mắng to, ngươi còn mặt mũi mà nói đại cục với Lão Phu. Không có ngươi quấy rối, sẽ không có khốn cảnh trước mắt. Lão Phu đã nói gì với ngươi? Có Tiên Đình mai phục, ngươi không phải kêu gào Tiên Đình đến sao? Đến một người giết một người, đến hai người giết hai người. Ngươi làm cho ta xem đi. Phương Nguyên thành khẩn nói, ta nói không sai mà. Nhưng Tiên Đình đến bốn vị Cổ Tiên, bốn tiên cổ phòng, ta cũng không còn cách nào. Lão Tổ, ngươi hãy lấy đại cục làm trọng. Ngươi đối phó ta, làm sao bảo vệ tốt cho mấy bà vợ của ngươi được? Oành! Đại trận vạn lý biến thông run lên, bị hỏa diễm lưu tinh của Phượng Tiên Thái Tử đập trúng. Đám nữ tiên trong trận kêu lên sợ hãi, bởi vì cái gọi là thủ lâu tất mất. Thiên Biến Lão Tổ biến hóa như ý cũng chỉ có một người. Lão đối mặt lại là bốn vị Cổ Tiên Bát Truyền Tiên Đình. Thiên Biến Lão Tổ gầm lên, Tiên Đình, các ngươi khinh người quá đáng. Tương lai cho ta cơ hội, ta nhất định phải hoàn trả gấp trăm lần. Ngươi qua được cửa ải trước mắt rồi nói sau. Vệ Phong cười nói, thi triển phong nhận to lớn, chém trúng đại trận vạn lý biến thông.
đám người các ngươi, uổng là chính đạo tiên đình. Thiên Biến lão tổ gào lên, lão chỉ có một đại trận thủ hộ, thật sự quá bị động. Bốn vị cổ tiên bát chuyển tiên đình luôn tìm kiếm sơ hở của lão để đánh, hoàn toàn không có chút phong phạm chính đạo. Ngươi hãy nhìn đi, ta nói cái gì? Thiên Biến lão tổ, ngươi hãy lấy đại cục làm trọng. Lần này, Phương Nguyên còn ngồi đó châm chọc. Thiên Biến lão tổ tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, âm thanh khàn giọng, các ngươi sẽ chết không tốt. Đánh lâu, Thiên Biến lão tổ càng thêm lực bất tòng tâm. Lão gần như một người đối mặt với bốn vị cổ tiên tiên đình, còn phải quan tâm đến tên lừa đảo âm hiểm Phương Nguyên. Đại trận vạn lý biến thông không ngừng bị công kích, càng lúc càng chống đỡ không nổi. Rốt cuộc, dưới một sát chiêu của Vạn Tử Hồng, đại trận rốt cuộc hỏng mất một góc, lộ ra không gian trong trận. Có cơ hội rồi, Vệ Phong nhắm trúng sơ hở. Ông ta nhìn thấy các nữ tiên trong trận, trạng thái của nhóm nữ tiên này rất kém. Đại trận sụp đổ, bọn họ đều hứng chịu phản vệ. Đa số người đã ngất đi, chỉ có Giả Sát nữ là còn tỉnh, kiệt lực trèo chống. Bắt đám nữ tiên này, khiến Thiên Biến lão tổ sợ ném chuột vỡ bình. Vệ Phong thúc lên sát chiêu, hóa thành một luồng gió xanh chui vào đại trận. Phu quân cứu mạng. Khí tức Giả Sát nữ yếu ớt, nhìn thấy Vệ Phong đánh tới, sắc mặt biến đổi, vội vàng kinh hô. Dừng tay, Thiên Biến lão tổ ngoài trận hô to. Muộn rồi. Vệ Phong cười lạnh một tiếng, sắp sửa bắt lấy Giả Sát nữ. Oành! Một tiếng vang thật lớn. Nửa cơ thể Vệ Phong giống như lưu tinh, bay ra khỏi đại trận, trải ra một con đường màu đỏ tươi. Đầu của ông ta nằm trong tay Giả Sát nữ. Trước khi chết, biểu hiện còn khó có thể tin. Toàn thân Giả Sát nữ tản ra khí tức bắt chuyển mãnh liệt. Diện mạo dần dần thay đổi, hóa thành Thiên Biến lão tổ. Tiên đình mất đi một vị bát truyền, ba người còn lại liền chấn kinh, tại sao lại có đến hai Thiên Biến lão tổ? Các bạn vừa nghe xong tập 286 của bộ truyện Cổ Chân Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.